Mình ơi, vô ăn sáng mình. Sáng tối ăn ăn hoài. Đau, trời ơi. Bị gì vậy hả? Đau chân. Nè, có uống lộn thuốc không? Làm cái gì mà kiếm chuyện gây lộn hoài vậy? Bị sáng rồi hả? Ừ. Sáng rồi sao? Rồi giờ sao? Cơm dọn sẵn giờ không ăn, muốn dân tận họng mới chịu ăn á hả? Anh định làm trò gì nữa? Chân tay người ngợm dơ thầy dầu nhớ không leo lên giường nằm. Mặt mày thì lầm lầm lì lì như đưa đám cả ngày như làm sao mừng ăn. Em thấy chuyện này anh giận con cũng không có được nữa. Nhưng không cái mặt nguyên bộ đồ dầu nhớ không rồi đi tới trường đó, con nó thấy gì nó quê với bạn bè nó chứ. Con nít bây giờ đâu phải như ngày xưa. Anh không có tâm lý gì, anh còn trách ai? Thôi, chuyện qua rồi mà, anh đừng có giận con nữa. Mà dạo này em thấy anh kỳ cục lắm nha. Hồi trước mỗi lần em giơ tay em định quýnh con, anh nhào vô anh cản em. Rồi nay anh đòi đánh nó nữa. Có phải là phụ nữ tới tháng rồi đàn bà tiền mãn kinh đâu, làm gì mà khó ăn khó ở trong người vậy? Tôi đang khó ở, tôi khó ở lắm. Mệt mỏi, không cần vợ con gì hết, mình ra. Ma ám anh hả? Ma ám hay con gì ám kệ nó đi. Nhà này mắc nợ gì anh? Bực mình. Trời đất, cái thằng dám cúp máy mình kìa. Hai hả? Thằng Ngọc nó dám cúp máy bố mày kìa. Ảnh đang kẹt chút chuyện. Bật trăm công nghìn việc. Gì thì bố vợ nó gọi tới, nó phải nghe máy chứ. Nó không coi bố vợ nó là cái gì nữa hả? Bố ơi, ảnh bận sửa xe cho khách. Khi nào mà anh sửa xong rồi con kêu anh gọi lại cho bố nha. Nói với nó, chưa mua được cua khổng lồ cho bố thì đừng có cái thái độ đó, nghe chưa? Mà bố gọi cho anh có chuyện gì không vậy? Đó, bực quá thì quên. Kêu nó qua sửa cái quạt cho bố đi. Trời nóng được thế này không có quạt ngủ sao nổi. Bố, ảnh đâu có biết sửa quạt đâu. Ảnh sửa xe mà. Hơ, sửa được cái xe mà không sửa được cái quạt à? Mà con nói cái quạt đó nó cũ xì rồi. Thôi bố bỏ đi, bữa nào con mua cho bố cái quạt mới. Ờ, nói được là làm liền nha. Bực cả mình. Ôi giời, chuyện gì thế này? Mới sáng người ra đã ngồi uống bia rượu là sao? À, trả cửa như thế mà không đi uống bia uống rượu giải sầu mới là lạ đó. Đến tôi là người ngoài nhìn vào tôi còn thấy ngứa mắt nữa là người trong nhà. Đừng có nói nữa mà. Cái gì? Con im đi. Con biết cô không có nhịn được đâu. Có chuyện gì cô nói đại luôn đi. Rào trước đón sau làm gì cho mệt. Thế thằng Ngọc không nói gì với con à? Ôi giời, mà bị một cái đứa em tin tưởng nhất nhà nó đạp cho một cú ngã ngửa ra như thế thì con nói sao nổi? Nó mà không thương vợ thương con á, nó nhảy xuống sông nó tự tử chết lâu rồi. Mẹ! Cái gì? Có chuyện gì vậy cô? Thì chuyện cái Châu bị đuổi khỏi bệnh viện đó. Mẹ! Mẹ đã hứa với con là mẹ không nhiều chuyện nữa mà. Cái Châu bị đuổi khỏi bệnh viện? Mà tại sao nó lại bị đuổi? Thì thôi, mẹ không nói nữa. Thôi nhá, cô không nói gì nữa. Mất công mấy người để kêu tôi nhiều chuyện. Tại vì mẹ nói hết trơn rồi, còn cái gì nữa đâu mà nhiều chuyện. Thì con không cho mẹ nói, bây giờ con nói đi. Phước,
Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì em nói gì nghe coi. Chị có đánh em chết được cô không nói được. Ôi giời ơi, cái thằng nhát này làm sao mà nó dám nói. Con ngồi đây cô nói cho mà nghe. Ủa cái gì vậy mẹ? Rồi mẹ uống như vậy rồi rủ vào lời ra rồi sao? Đâu có, đây là bia mà. Nè, cái con trâu nhà mình ý, nó làm tình nhân chồng người ta, bị vợ của cái thằng đó đến tận bệnh viện đánh ghen. Con trâu nhà mình cái gì cũng được, chỉ có mỗi cái chuyện chọn đàn ông là không ra gì, toàn nhầm đấy. Trước thế, bây giờ vẫn vậy. Mẹ giết con rồi. Mẹ nói như vậy rồi anh Ngọc biết, anh Ngọc qua đây giết chết con thì sao? Nó qua đây nó giết con cứ bảo là mẹ nói. Mà thôi, đi mang thức ăn và rửa cho mẹ đi. Mình ơi, nghỉ tay chút đi mình. Gì nữa? Ngưng tay chút vô ăn miếng gì đó đi. Không ăn đâu, phải làm xong đống này nữa. Anh nghĩ làm một bữa rồi chết hả? Đi, vô đây ngồi với em chút xíu đi. Tại sao anh không nói? Nói gì? Tụi mình sống với nhau 18 năm rồi. Có chuyện gì không biết mà anh giấu em chứ? Dù gì mình cũng là vợ chồng mà. Em biết chuyện Châu rồi. Anh giấu làm chi cho khổ sở vậy anh? Anh không nói thì làm sao ai biết được. Anh phải nói. Nói ra thì mới nhẹ lòng được chứ. Chứ giờ mình nghĩ anh nói gì vậy? Anh cũng dám tin đó là sự thật. Mặc dù chính tay anh nghe miệng Châu nó thú nhận. Em nghe chuyện đó em còn buồn nữa, huống hồ là anh. Anh tin Châu nhất, cho nên anh càng thất vọng, anh càng đau đớn nhiều. Nó giống như là mình bị gãy một cái tay vậy đó. Cả đời mình anh làm lụng vất vả, bán sống bán chết là để cho tụi nó không bị người ta nói là không cha không mẹ. Thằng Ngà con báo thằng Dư thì em không nói. Con bé Châu nó là đứa giỏi giang, cho nên giờ có cực khổ mấy nhưng lúc nào anh cũng tự hào, anh cũng vui và hãnh diện về nó. Nhưng mà bây giờ nó làm ra cái chuyện này thì thử hỏi sao anh không buồn được chứ. Anh đau lòng lắm luôn rồi mình. Giống như cái ruột anh đứt ra từ khúc vậy. Em xin lỗi mình. Em muốn biết chuyện này sớm hơn. Đã vậy còn nặng nhẹ anh chuyện phút nữa. Trong nhà này anh là chỗ dựa của tất cả mọi người, nhưng mà bây giờ anh có chuyện không có ai anh để tựa vô hết. Em là vợ mà lúc nãy em cũng càm ràm hết hết trơn á. Có, mình có lỗi gì hết trơn á. Em muốn ra gì hết trơn. Lỗi là tại anh hết. Tại anh sống sao nên trời phạt anh. Anh Ngọc,
nhìn em nè. Anh đâu có sai, anh đâu có làm cái gì sai hết á. Em là vợ anh, em biết. Nhất là đối với mấy đứa em, anh không có làm cái gì sai với tụi nó. Anh phải tin em. Kỳ Táo Nở Hoa lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh HTV2 V Channel. Đón xem Mau Kẻ Săn Người độc quyền trên Vion 22:30 thứ tư thứ năm hàng tuần.